Em xin chào anh chị. Em là Cảnh, nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng Auto Tư Quý ở địa chỉ số 95A đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được cập nhật và báo giá những chiếc xe ở cửa hàng và quay chi tiết những chiếc xe siêu lướt để anh chị có thể cảm nhận và xem qua, tham khảo qua chiếc xe cửa hàng em đang có. Bên em thì tập trung làm những chiếc xe đời cao, chiếc xe siêu lướt, những chiếc xe phổ thông trên thị trường của các hãng Honda, Kia, Hyundai, Mazda. Và nhà em tập trung làm những chiếc xe đẹp, chuẩn và chất lượng đảm bảo. Bây giờ thì em xin mời anh chị cùng em cảm nhận và xem qua những chiếc xe cửa hàng em đang có. Tại thời điểm trước thì rất nhiều anh chị hỏi em là nhà ở cửa hàng có những chiếc xe bán tải hay không. Thì lần này để đáp ứng nhu cầu cũng như là thị phần của khách hàng đang cần tìm kiếm chiếc xe bán tải thì em nhập về một chiếc xe Ford Wildtrak phiên bản máy 3.2, sản xuất là 2017, màu cam, nội thất đen, máy dầu, xe tên tư nhân, biển Hà Nội, biển 29C987.03. Chất lượng xe thì rất chi là ổn định vì xe không có tranh chấp, xe không có xảy ra va chạm và xe chuẩn chất lượng. Đó, thì cái chiếc xe này thì cửa hàng em bao check, bao test thoải mái chị nhá. Anh chị có thể đi qua một vòng quanh xe để cảm nhận xem chất lượng xe của cửa hàng em làm có đẹp và chuẩn hay không. Xe này thì gia đình sử dụng thôi, cũng không sử dụng để chở hàng hóa nhiều. Đó. Những bác nào thích xe gầm cao thì có thể liên hệ và qua cửa hàng em để trải nghiệm và lái thử. Xe này của em lăn bánh được 32.000 km anh chị nhá. Một trong những chiếc xe mà gầm cao bán chạy nhất thị trường. Và cái sản phẩm này thì cửa hàng em đang bán với giá là dưới 780 triệu. Dưới 780 triệu anh chị nhá. Màu cam. Em còn hai sản phẩm nữa bán tải thì em sẽ để khu vực ở dưới, tí nữa em sẽ quay và báo giá chi tiết để gửi tới anh chị. Rất nhiều anh chị hỏi em trong thời gian vừa rồi là có những chiếc xe Mazda 6 không? Thì bây giờ nhá, em về 3 xe Mazda 6. Bên cạnh em đây là một chiếc xe sản xuất là 2018, máy động cơ là phiên bản 2.0 Premium, sản xuất là 2018, màu trắng, nội thất đen và xe đăng ký một chủ từ đầu, biển tỉnh. Biển tỉnh anh chị nhá. Màu trắng, nội thất đen. Đấy, cái sản phẩm này thì với bản 2.0 Premium như này thì được trang bị rất nhiều tính năng. Rất nhiều tính năng. Trong phân khúc hạng D thì đây là trong những chiếc xe mà được đón nhận, được người dân mình tin tưởng và sử dụng, cực kỳ là ổn định. Đó, về kiểu dáng, thiết kế rất chi là ổn nhá. Em có hai sản phẩm, màu là màu trắng và một chiếc nữa là màu đỏ pha lê. Thì em sẽ quay chi tiết những sản phẩm này để các bác cảm nhận. Xe cực kỳ đẹp nhá. Và sản phẩm này thì cửa hàng em đang bán dưới 770 triệu. Dưới 770 triệu anh chị nhá. Một chiếc xe, một người đàn em của Mazda 6. Đây là một chiếc xe Mazda 3 phiên bản máy 1.5, sản xuất là 2019. Một trong những cái tông màu mà cực kỳ hot và bán chạy trong hãng, đó là màu đỏ pha lê. Xe được trang bị là ghế điện, ghế chỉnh điện rồi. Đó. Xe này của em chạy được 8.800 cây. Gần như là một chiếc xe siêu siêu lướt trên thị trường. Đó, một trong những cái tông màu cực kỳ hot anh chị nhá. Rất nhiều anh chị đang cần tìm kiếm và lựa chọn cái sản phẩm này. Sản phẩm này thì của em là biển thành phố, đã được rút hồ sơ rồi. Những chiếc xe biển thành phố thì mình có thể sang tên được, không mất tiền biển. Đó. Em đang giao bán chiếc xe này là dưới 650 triệu. Thời điểm trước chắc, thời điểm trước em chuyên về Kia Seato và bây giờ em lại chuyên về Kia K3. Rất nhiều anh chị thích Kia K3 với kiểu dáng này, với khả năng vận hành của chiếc xe. Em bây giờ gần như có đầy đủ các màu trên thị trường, màu trắng, màu đen, màu vàng cát, một trong những tông màu mà cực kỳ hot. Chiếc xe này của em là sản xuất là 2014, phiên bản máy 1.6. Xe lắp ráp trong nước, đăng ký xe biển thành phố. Xe biển thành phố chị nhá. Màu trắng này,
xe được anh chủ cũ lên một dàn lốp Michelin cực kỳ êm ái, cũng như là giúp cho khả năng vận hành khi di chuyển đỡ bị ồn đó, và nó tạo cho mình cái cảm giác là đi được êm mịn màng hơn, chuẩn hơn đó. Và cái sản phẩm này thì cửa hàng em bán dưới 460 triệu. Tiếp theo thì em có hai sản phẩm nữa của Kia K3, là đây là bên cạnh em đây là chiếc phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2015 đó. Với phiên bản 2.0 thì trang bị cực kỳ nhiều option, nó không khác gì một chiếc Kia Seato cả. Ghế chỉnh điện có đầy đủ những tính năng giải trí, cruise control, gần như là về option của xe thì trang bị cực kỳ đầy đủ đó. Và chắc chắn rồi, khi anh chị di chuyển trên đường sử dụng cái động cơ 2.0 thì nó cực kỳ là ổn, khả năng tăng tốc, khả năng vận hành. Và sản phẩm này thì em bán dưới 505 triệu ấy nhá. Để tiếp tục cái sản phẩm em muốn giới thiệu với anh chị nữa thì đây, một chiếc xe từ nhà sản xuất Mazda, Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sản xuất là 2019, màu xanh thiên thanh, màu xanh đen ấy, chính là màu xanh Carbonside. Xe sản xuất 2019, lắp ráp trong nước và xe đăng ký tên một chủ sử dụng từ đầu và biển tỉnh, rất phù hợp các bác ở tỉnh đang có nhu cầu cần mua một chiếc xe Mazda 3 màu xanh Carbonside đó. Sơn zin cả xe nhá, với xe này em cam kết luôn sơn zin cả xe, không có xảy ra va chạm, không có xảy ra đâm đụng nước gì cả. Và động cơ Skyactiv của Mazda thì thật sự là quá tiết kiệm. Chiếc xe này thì em bán dưới 638 triệu. Nhà em thì tập trung làm những dòng xe siêu lướt thôi, nhưng mà đây là một trong những chiếc xe mà em cảm giác là ưng ý, cảm giác là hài lòng. Tại vì sao? Lexus ES 250 sản xuất là 2007, màu đỏ, nội thất là màu kem, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đây là một trong những chiếc xe duy nhất tại cửa hàng là những chiếc xe đời sâu 2000 đó. Chiếc xe này thì em đang bán gần 600 triệu. Em đang bán tại cửa hàng là 650 triệu, em xin lỗi anh chị, 650 triệu. Còn về giá cụ thể về chiếc xe này thì em hy vọng các bác thích chiếc xe Lexus ES 250 có thể nhấc máy alo cho em thì chúng ta cùng đàm phán để đến một cái giá tốt nhất. Thực sự nhá, nếu anh chị thích và trải nghiệm một chiếc xe sang mà có khả năng vận hành này, có cái chất liệu và có cái khả năng nghe giải trí trong xe tốt thì em nghĩ là mình đừng bỏ qua chiếc ES 250 này. Đó. Tiếp theo ở gian hàng dưới đây thì em có một chiếc nữa, đó là gì? Hyundai Kona phiên bản máy 1.6 turbo sản xuất là 2018, xe lắp ráp trong nước và đây là biển tỉnh, xe biển thành phố, đã được chạy đâu đó khoảng 1.5 vạn km, màu vàng nâu đó. Với động cơ 1.6 turbo, đây là bản cao cấp nhất của nhà sản xuất Hyundai đưa ra thị trường đấy, trang bị cực kỳ nhiều option, xe đẹp, giá chuẩn. Xe này bây giờ em đang bán dưới 690 triệu, dưới 690 triệu anh chị nhé. Anh chị có anh chị nào thích độ xe không ạ? Em có Kia K3, Kia K3 phiên bản máy 1.6 sản xuất là 2013. Xe này cực kỳ đẹp nhá, lượng sơn zin của xe cực kỳ nhiều. Tổng thể lượng sơn zin của xe đâu đó gần khoảng trên 90%, mà xe chạy đâu đó có 4 vạn km anh chị nhá. Mà 2013 chạy 4 vạn km, anh chị biết là xuất sắc như nào. Đó, nói không với là tua km nhá. Nói không với tua km anh chị ạ. Những sản phẩm bên cửa hàng em thì anh chị có thể đi check này, đi kiểm tra này, đi test, bất kỳ độ anh chị chỉ định đều có thể đi kiểm tra được. Đó, miễn sao khi anh chị kiểm tra mình cảm thấy hài lòng và chúng ta cùng về làm những công đoạn tiếp theo. Đó. Xe này thì được lên một dàn lốp này cộng bộ mâm thể thao cực kỳ là bắt mắt, kết hợp với những cái viền mạ chrome, nhìn trông cái đường nét của xe nó được khỏe khoắn hơn, đẹp hơn, nhìn trông điệu đà hơn so với thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất. Chiếc xe này thì em đang bán dưới 450 triệu, dưới 450 triệu nhá. Một chiếc xe siêu lướt, một chiếc xe làm nên tên tuổi, như là khả năng vận hành của xe nó cực kỳ là ổn định.
Hyundai Elantra phiên bản máy 1.6 turbo sản xuất là 2019, xe chạy gần vài ngàn km thôi, màu đỏ, biển Hà Nội. Biển rất chi là ok. 30F95500, rất kép, nhìn trông nó cực kỳ là đẹp đúng không anh chị? Cái sản phẩm này thì cửa hàng em đang bán dưới 740 triệu, dưới 740 triệu. Khả năng vận hành của xe nó cực kỳ là ổn anh chị nhá. Nếu anh chị có thể qua để trải nghiệm này, anh chị xem những chi tiết của xe, từ những cái đèn, những cái giải led ánh sáng định vị ban ngày này, kết hợp những cái bóng bi cộng như là cái đường nét chạy dọc thân xe đây, nó tạo nên những điểm nhấn của một chiếc xe thật sự là rất chi là ổn. Nói qua một chút thì bên cửa hàng em có hỗ trợ vận chuyển này, có hỗ trợ bao xăng tên, có hỗ trợ vay vốn trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong 6 năm. Thì nhân tiện đây thì có rất nhiều anh chị hỏi em là gì, cửa hàng mình có hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc không. Bên em thì đội ngũ nhân viên gần như là trải dài từ Bắc vào Nam. Bên em thì có hỗ trợ, miễn sao anh chị quan tâm và lựa chọn một sản phẩm nào thì em sẽ hỗ trợ anh chị giao xe tận nhà, bàn giao xe tận nhà và cho mình hỗ trợ kiểm tra xe tại khu vực của mình đó. Một trong những chiếc xe mà tạo nên cái tên tuổi của nhà sản xuất Hyundai, Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp, màu trắng, nội thất là màu đen, xe chạy máy xăng. Thì em xin mời anh camera, anh quay một vòng quanh xe cho em để các bác cảm nhận một chiếc xe 2015 đó. Một chiếc xe sản xuất 2015 chạy máy xăng anh chị nhá. Hyundai Santa Fe thì gần như là một trong những sản phẩm tên tuổi, tên tuổi qua năm tháng được người dân ta đánh giá và trải nghiệm, cho những cái bình luận cực kỳ là tích cực về cái sản phẩm này đó. Về chất lượng da, chất lượng ghế của năm 2015 đến qua 5 năm sử dụng rồi nhưng mà còn rất đẹp và căng mọng đó. Tiếp theo đây em mở phần cốp để anh chị xem cái độ mới của chiếc xe đó. Với hàng ghế sau của xe nhá, gần như là anh chủ cũ gần như là không sử dụng, tất nhiên cả những cái phụ kiện của xe về hàng ghế sau vẫn còn nguyên và trong khoang nội thất vẫn còn thơm phức mùi ghế da nhá. Đó, những cái sản phẩm này thì bên em rất chi là ổn, đưa ra thị trường các bác có thể cảm nhận và trải nghiệm. Cốp sử dụng là cốp chỉnh điện đó, màu trắng, sơn zin gần như là tuyệt đối nhá, sơn zin tuyệt đối đó. Sản phẩm này thì cửa hàng em đang bán dưới 790 triệu đồng, dưới 790 triệu đồng. Đây một trong những chiếc xe mà em lên sóng khá là nhiều rồi, một trong những sản phẩm mà mới của Mazda, đó là Mazda CX-8. Đây là chiếc xe phiên bản luxury, động cơ máy 2.5, xe tên tư nhân, biển tỉnh, lăn bánh được dưới 1 vạn km, màu đỏ, nội thất là màu đen, một trong những chiếc xe mà 7 chỗ của nhà sản xuất Mazda. Sản phẩm này em không còn phải chào bán nữa, em bán với giá chốt công bố trực tiếp tại video này, em bán một giá thôi, 1 tỷ 040 triệu, và có gia lộc thêm cho các bác nào thiện chí. Đây là giá chốt em gửi tới anh chị nhá, 1 tỷ 040 triệu. Bên cửa hàng em đã lo rút hồ sơ đầy đủ rồi. À đây, một chiếc xe cũng là nhà sản xuất Lexus, Lexus RX 350 phiên bản cao cấp nhất Sport, màu đen, nội thất đen và xe tên tư nhân biển Hà Nội. Chiếc xe này thì cửa hàng em đang bán dưới 2 tỷ, đời sản xuất là 2013. Đây anh camera quay một chút cho các bác xem, đây là khu vực đã bán và những chiếc xe niêm phong tại cửa hàng em. Những chiếc xe đã bán rồi thì sẽ được niêm phong, khách hàng có thể ký và bên em chụp ảnh lại những cái phần khách hàng đã ký niêm phong và tránh trường hợp khách hàng khác xem đó. Về tính năng cam kết và chuẩn chỉ, dù là khi khách hàng có nhu cầu mua hay là đã mua thì bên em phải đảm bảo cái sản phẩm lúc nào cũng được hoàn chỉnh nhất cho tất cả các anh chị. Với cái sự nhỏ gọn này, tiết kiệm này, linh hoạt, đi lại trong phố cực kỳ là ổn định, thì em có một cặp Morning phiên bản 1.25 SI, bản Deluxe sản xuất là 2019,
Xe này của em là biển Sài Gòn. Em có một chiếc xe màu đỏ ở sau là biển Hà Nội. Có hai sự lựa chọn để anh chị có thể cân đối nhá, màu trắng và màu đỏ. Xe này thì cửa hàng em đang bán dưới 365 triệu. Dưới 365 triệu. Đó. Để có sự lựa chọn, anh chị có thể cân đối cả hai xe. Đây là chiếc xe Wrangler Whitechuck, phiên bản máy 2.0 biturbo, sản xuất là 2018. Xe màu trắng, nội thất là đen. Sản phẩm cực kỳ đẹp. Sản phẩm này thì em đang bán dưới 780 triệu. Và chiếc xe cuối cùng bán tải em muốn giới thiệu với anh chị đó là gì? BT50. BT50 anh chị nhá, của nhà sản xuất Mazda, màu vàng cát. Đấy thì các bác có thể tham khảo qua, vì nhà em có 3 sản phẩm về dòng bán tải để anh chị có thể lựa chọn. Anh chị ưng sản phẩm nào, nhấc máy alo cho em. Em sẽ để phần điện số điện thoại của em ở phần mô tả để các bác có thể là cân đối về một sản phẩm nào đó, thì anh chị hãy liên hệ với em nhé. Thời tiết Hà Nội bây giờ thay đổi cực kỳ là nhanh, sáng nắng, chiều mưa, tối phập phùng rồi. Đấy, lựa chọn một cái sản phẩm để mình di chuyển thuận tiện cho việc đưa các cháu đi học, mình đi làm công việc. Đấy, nắng mưa thì có một chiếc xe nó rất chi là ok đúng không anh chị? Và em đã báo giá qua những chiếc xe đang có ở cửa hàng. Và chuẩn bị đợt tới, cửa hàng em đang nhập một lô xe cực kỳ đẹp mà giá lại cạnh tranh nhá. Cái giá em giao bán tại clip này thì em sẽ có thương lượng và giảm thêm nữa. Vậy em kính mong khi anh chị quan tâm, lựa chọn, hãy nhấc máy alo cho số điện thoại của em để chúng ta cùng trao đổi đến một cái giá chung kết. Và em Cảnh xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Anh chị muốn xem trực tiếp những cái video chi tiết về chiếc xe nào, có thể vào phân cảnh xe lướt. Em xin cảm ơn anh chị.